Nuôi cá có cần học không? Trồng cây có cần học không? Nuôi bò có cần học không? Vậy theo anh chị nuôi con có cần học không ạ? Học nhiều nữa đằng khác. Đó là lý do tại sao chúng ta cần học. Bao nhiêu người trong số anh chị nghĩ rằng con cái mình xứng đáng được giáo dục tốt? Bao nhiêu người trong số anh chị nghĩ rằng con anh chị nó có nhiều cái điều hay mà đôi lúc anh chị không biết cách phát huy nó? Có rất nhiều đứa trẻ nó hay lắm anh chị, nhưng mà bởi vì nó được nuôi trong một môi trường không có người thầy dẫn dắt, không có người huấn luyện viên tốt, nên con anh chị không tỏa sáng được. Are you okay? Cuộc đời của một đứa trẻ nó giống như một hạt lúa vậy đó, của một loài lúa giống nhau, rơi xuống rớt vô bàn tay của người đầu tiên. Ông nông dân đó chăm cái hạt lúa này bằng cái cách của mình, bằng cái sự hiểu biết của mình. Và sau đó ông ta đem cái hạt lúa đó, thấy nó phù hợp, nó không tốt lắm, nên ông ta quyết định đem hạt lúa đó cho gà ăn. Bao nhiêu người trong số chị đã từng thấy những cái loại lúa cho gà ăn rồi, cho tài? Tôi ở miền Tây nên tôi gặp rất nhiều lúa. Cũng một cái hạt lúa đó, nó được rớt xuống tay của người nông dân thứ hai. Và anh ta trồng lúa lên, ông ta chăm sóc theo cái cách hiểu biết của mình. Và cái lúa đó ra được cái kết quả thu hoạch, thì ông ta thấy nó ngon hơn, nên ông ta quyết định không cho gà ăn. Ông ta sẽ quyết định cho cả gia đình và dòng họ mình ăn. Are you okay? Và cũng một cái hạt lúa rơi xuống tay một người nông dân thứ ba. Và ông ta bằng cái sự hiểu biết của mình, ông ta trồng những cái cây lúa đó. Và trồng nó lớn lên, ông ta thấy nó quá ngon, ông ta không cho gà ăn. Mà ông thấy nó xịn quá, hạt lúa nó mập quá, nó to quá, nó thơm quá, ông ta cũng không nỡ ăn. Ông ta quyết định làm gì ạ? Làm giống. Như vậy mỗi một đứa trẻ nó cũng một hạt lúa giống nhau, nhưng nó rơi xuống tay của người nào nó sẽ trở thành cái mục đích khác. Như vậy anh chị nuôi con nó rớt xuống cái gia đình này, có thể nó trở thành thức ăn cho gà, nó có thể trở thành thức ăn cho người, nó có thể được nhân bản trở thành những hình ảnh đẹp cho xã hội để tạo ra những giống nòi tốt nữa. Như vậy giữa số 1 là cho gà, số 2 cho người, số 3 để nhân bản, anh chị thích kiểu nào? Bao nhiêu người trong số anh chị muốn con mình trở thành một nguồn cảm hứng, là biểu tượng cho gia đình anh chị để nỗ lực, để cho chính anh chị cảm thấy tự hào? Do đó một đứa con mà nó thành công, nó trở thành nguồn cảm hứng cho cả dòng họ. Các anh chị có tin điều này không ạ? Chỉ cần anh chị thành công, tự nhiên cái dòng họ anh chị nó khác. Có thể trong cả dòng họ làm hoài nghèo, nhưng mà tự nhiên có một anh hai, một anh trưởng làng, nó làm ăn được. Cả một làng nó tin rằng nghèo và tin rằng giàu là có thật. Tôi đã đi rất nhiều ở những cái vùng miền khác nhau. Có những làng mà nghe tự nhiên cái anh đó, anh đó làm vô trong Sài Gòn thành công lắm nha. Tự nhiên cái làng nó có nguồn cảm hứng. Và họ tin rằng thành công là có thiệt ở quê mình. Và tự nhiên có nguồn cảm hứng. Còn mình nuôi cả một làng đứa nào là cũng nghèo, nhìn không còn động lực đâu. Ở Việt Nam chúng ta vô cùng cảm thấy có động lực khi mà gần đây có một người nổi tiếng, đó chính là anh Phạm Nhật Vượng, đúng không ạ? Có thể anh không cho chúng ta tiền, đúng không ạ? Nhưng anh cho chúng ta một điều cực kỳ hạnh phúc, đó chính là truyền cảm hứng cho những người doanh nhân Việt Nam và thế hệ trẻ Việt Nam, để chúng ta tin rằng người Việt có khả năng trở thành tỷ phú. Are you okay? Để chúng ta tin rằng người Việt có thể sản xuất được xe hơi. Để chúng ta tin rằng người Việt có thể làm cho tụi Tây phải làm việc cho tao.